Rồi Di Mỹ xin chào các bạn nha. Hôm nay Di Mỹ xin giới thiệu với các bạn có một loại cây thuốc, thuốc nam nha các bạn. Đây nè, đây là cây cỏ tức heo. Loại cỏ này là chỉ về mà ho là hay đại tài nha các bạn. Các bạn lấy đọt của nó đó, đâm với muối nha, các bạn dắt nước uống nha, là bảo đảm các bạn hết ho. Cậu dí ông bà xưa nó có heo còn chỗ bông, có nghĩa là nghèo còn là có ngày cũng đổi đời đó các bạn. Vườn của mình nó có một cây là cỏ cây thức heo luôn các bạn. Ở miền là miền Nam thì kêu cây cỏ cứt heo, còn miền Bắc là cây kêu gọi là cây cỏ cứt lợn. Bông đó các bạn, cái thân lá nó có gai nha các bạn, có gai có lông nha. Nè các bạn, nè coi kỹ nè các bạn, lá thân lá nó có lông. Các bạn hái ra, bạn đâm một cái, đâm với muối các bạn là uống một cái là nó có mùi mà hôi nha bạn, hôi như một con nó có khó uống chút như mùi heo vậy đó. Đây là một loại gì thuốc nam quý nha bạn, để mình nhổ ra các bạn coi đó, các bạn coi là lá nó nè, nó có lông nha các bạn. Thằng nó cũng có lòng có mùi lá đó các bạn, giò giò nó thơ nó hôi, người ta mới gọi là cái cỏ cứt heo nha. Để mình bữa nay Di Mỹ chia sẻ cho các bạn cái loại cây mà sát mọc quanh nhà mình các bạn đó. Đây nè là loại cỏ cứt heo, ở miền Nam là gọi cỏ cứt heo các bạn, ở miền Bắc là nó gọi cỏ tức là nữa. Đâm với muối mình uống là trị ho đại tài các bạn. Đó, cái thằng lá này nó có lông các bạn. Mọc quang dại ở có mà có bông nó già nó rụng xuống, mọc quang dại nhiều nhiều lắm các bạn. Ở người phương miền Đông mình, miền Tây mình thường thường ưa sử dụng cái cách trị bệnh nhân gian đó các bạn, gọi là đi tìm thuốc nam dược là để gì là chế biến uống. Các bạn nhìn kỹ nha, nó lông tự 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 như lông heo mà nó hâu lắm các bạn. Nếu các bạn thấy video có ý nghĩa nhớ chia sẻ và comment và đăng ký ủng hộ kênh mình, cảm ơn các bạn nhiều nha. Đây là loại cỏ heo. Bông nó nè các bạn, bông nó cũng đẹp lắm. Rồi, mình xin tạm dừng clip này nha các bạn. Bye bye các bạn.